Em Hoàng Dân, cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Ba, em kính chào quý anh chị và quý bà con. Em lại tiếp tục làm một cái video ngắn nói về cái một cái sản phẩm thuốc trừ bệnh mà quý bà con và anh chị đang quan tâm để thay thế cái phương án là cái truyền thống hồi xưa quý bà con anh chị hay sử dụng. Cái sản phẩm này nó sẽ tiện lợi cho cách quý bà con sử dụng hơn rất là nhiều, thì giá có hơi cao chút nhưng mà đỡ tốn công. Thì đó là sản phẩm gì đó? Thì em xin giới thiệu là sản phẩm bóc đô thuộc trừ bệnh, thuộc trừ nấm bệnh bóc đô, là thay thế cái giải pháp thay thế là tốt nhất để quý bà con và anh chị thường thường là phá đông với vôi rồi trộn với nhau thành dung dịch bóc đô, đó là cái phương án truyền thống. Nhưng bây giờ là có cái sản phẩm là họ phá sẵn cho mình rồi, về mình chỉ hòa ra phun thôi, mà là chất lượng đỡ mất thời gian và phải không an toàn. Nó thực tế là mình phá nhiều khi cũng đúng tiêu chuẩn, nó xịt cho cây nó rất nguy hiểm. Có một số anh chị là phá rồi nó gây nó chảy lá, nó phá nó không chuẩn á, gây hại cho cây. Còn sản phẩm này là nhà sản xuất á, công ty họ phá sẵn cho mình, tỷ lệ rất là chuẩn, mình về chỉ cần hòa ra nước là vào phun thôi. Thì cái sản phẩm bốc đố này là của công ty Ngân Anh, của công ty Ngân Anh đang phân phối, là nguyên liệu của Tây Ban Nha nhé. Đó, xuất xứ là Tây Ban Nha này. Đó, của công ty Ngân Anh phân phối cho quý bà con và anh chị rất là yên tâm. Thì sản phẩm này cũng có tiếng trên thị trường cũng thời gian lâu rồi. Hôm nay thì em làm cái video để cùng chia sẻ lên đây cho quý bà con và anh chị được biết. Thì thằng bốc đố này nhiệm vụ chính là nó là đông vôi phối trộn với nhau thành một cái dung dịch bốc đố gốc đông. Thì để tẩy rửa rong rêu và nấm mốc. Thì thường thường quý bà con và anh chị nấm hồng, nấm mốc, rong rêu ở trên thân á. Thì ở đây như cây công nghiệp là cây cà phê, cây sầu riêng, rồi một số cái trái mà có nấm mốc, rong rêu nó bám trên thân á. Đó, bám trên thân mà gọi là rong rêu bám thân mà xịt những cái dòng thuốc khá không hiệu quả, hoặc mình phá đông với vối á, mà phun không hết. Thì quý anh chị và bà con á, là mua cái thằng dung dịch bốc đố của công ty Ngân Anh này này, xuất xứ Tây Ban Nha này, lau hoa một ký này một phí cho 200 lít của anh chị ba con phun. Nếu mức độ nặng là mình phun 2 lần trong vòng cỡ khoảng 15 đến 20 ngày. Đó. Thì thằng này có thể là hoa phun ướt đều thân, cành, lá và có thể tưới gốc được nhá. Thằng này có thể vừa phun vừa tưới gốc. Cây mà bị vàng lá thối rễ thì mình có thể hoa ra tưới tốt. Đó, nó là dạng tiếp xúc. Đó, cái đông thì dạng tiếp xúc thì quý bà con và anh chị lưu ý cho em là nó tiếp xúc vào vết bệnh thì nó mới trị được bệnh nhá. Còn nếu mà nó không tiếp xúc vào vết bệnh á thì là nó không hiệu quả. Một số anh chị có hỏi là tôi phun đầu này mà đầu này không để nên nó có hiệu quả được không? Nó tiếp xúc vào vết bệnh chỗ nào thì vết bệnh chỗ đó nó mới khô và nó mới bong tróc ra được, chứ nó không có lưu dẫn. Đó. Thì một ký này quý bà con anh chị là pha cho em 200 lít nước. Nếu mà mức độ nhẹ thì ta pha cho 400 lít, mà mức độ bình thường thì pha cho mức độ mà nặng là pha cho 200 lít một ký, mà mức độ nhẹ là pha cho 400 lít. Đó. Thì quý anh chị và bà con có thể là hoa gốc là tưới và phun trên thân cành lá. Thì ngoài tác dụng trị rong rêu thì nó còn trị được cả sương mai nhé. Trên cà chua, cà phê thì rỉ sắt, còn trên cam là bệnh sẹo. Và quý bà con và anh chị lưu ý cho em một điều quan trọng á, là cái dung dịch bốc đố này tránh thời kỳ là đang ra hoa là mình không phun nha. Thời kỳ ra hoa mang nụ là mình không phun nha. Không phun là trong không tốt trong cái thời kỳ này là xịt nó nóng á. Đó, nhưng mà xịt cái thời điểm mùa nắng thì quý bà con và anh chị lưu ý. Còn thời điểm mùa mưa này thì rong rêu, tàu đỏ, nấm hồng thì cái sản phẩm này rất là tốt. Mình đỡ mất công phá đông với vôi theo kiểu truyền thống. Bây giờ các nhà sản xuất họ đã tính kỹ cho mình rồi, rất là tiện lợi, dễ sử dụng, về cứ hòa nó phí là phun thôi. Đó. Thì cái sản phẩm này trước thì giá nó rẻ, nhưng mà bữa nay công ty giá nó lên rồi á. Thì một ký này quý bà con anh chị là hiện tại em đang bán ra là 230.000 một ký giá tại cửa hàng. Đó. Nếu mà quý anh chị mua số lượng mà ít thì quý anh chị chịu phí ship. Mà nếu mà quý anh chị và bà con mua số lượng nhiều thì bên em miễn phí ship. Đó, hàng đúng thương hiệu của công ty Ngân Anh nhé, nguyên liệu của Tây Ban Nha. Đó. Đó là em hôm nay là em Hoàng Dân làm cái video để nói về cái sản phẩm dung dịch bốc đố phá sẵn. Đó, quý bà con và anh chị trước đây thì quý bà con anh chị hay phá đông với vôi thì rất là mất thời gian, mà nhiều khi nó cũng an toàn.
Đó, còn bây giờ có cái sản phẩm bột đô này, sản phẩm này cũng có lâu rồi nhưng mà một số quý anh chị bà con cũng chưa biết đến. Thì hôm nay những anh chị nào mà đã biết rồi thì em cũng nói, mà những anh chị nào chưa biết thì em cũng chia sẻ lên đây. Thì các anh chị mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh với em nhé. Thì video đến đây là kết thúc. Em xin trân trọng kính chào quý anh chị và quý bà con. Hẹn quý bà con và anh chị trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.